Em xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền của em. Cái video này em xin phép chia sẻ cho anh chị mình cái cách cũng như chia sẻ anh chị từng bước chúng ta sử dụng cái app là Over Violet thuộc cái dự án là Over Protocol anh chị ha. Rồi ở đây nè, ngày hôm qua em có ra một cái video em chia sẻ là cái dự án Over Protocol á, đây nè anh chị, đã chính thức ra app và cho chúng ta khai thác rồi ha. Em nói lại, nếu mà anh chị lúc trước mà đăng ký trong danh sách chờ với em á, thì bây giờ chúng ta vào cái video hướng dẫn này, em để dưới phần mô tả cái video này nha. Anh chị nhấp vào đó, anh chị xem và chúng ta nhấp vào cái link á để chúng ta tải cái app và sau đó chúng ta đăng nhập bằng cái Gmail cũ mà chúng ta đã đăng ký trong danh sách chờ hen, là chúng ta sẽ nhận được thưởng anh chị. Rồi. Đối với cái kèo này thì đã huy động được hơn 8 triệu đô từ các quỹ đầu tư đối tác lớn. Và cái dự án này đến từ Hàn Quốc, nó thuộc về cái mảng là Player 1, Violet cũng như là các node. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái Twitter á, anh chị sẽ gõ cho em cái chữ là Over Protocol ở đây nè. Dự án nó có tích vàng ha. Thì cách ở đây một vài giờ thì họ có rất nhiều cái thông tin tích cũng như là chia sẻ cho chúng ta. Anh chị nè, thấy nè, đó. Đây. Nói chung là mới hôm qua nay thôi mà số lượng tham gia rất là đông nha anh chị. Đây nè. Đó, anh chị có thể vào đây chúng ta sâu chúng ta tìm hiểu thêm. Rồi bây giờ chúng ta đã có cái tài khoản rồi đúng không ạ? Chúng ta đã tải cái app về, chúng ta đăng ký rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái app như thế nào? Tại vì nói tiếng Anh không à. Em muốn chia sẻ cho anh chị biết để chúng ta hiểu rõ về cái app cũng như cái dự án này để chúng ta đi lâu dài với nó. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào Over Violet ha, thuộc cái dự án là Over Protocol. Rồi bây giờ nè anh chị, đối với cái dự án này thì chúng ta mỗi ngày chúng ta phải vào làm. Và chúng ta làm là chúng ta nhận cái phone. Cái phone đây là cái điểm. Cái điểm này sau này chúng ta sẽ quy đổi ra cái đồng coin của dự án. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha, chia sẻ anh chị cái cách chúng ta sử dụng trong app nè. Đầu tiên ở trên đây 2 Hùng Tỉnh 93 là họ xin chào, cái này là cái nickname trong cái app của em là Hùng Tỉnh 93. Còn anh chị đặt như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Total phone á, ở đây á, là tổng số cái điểm em nhận được là 2679. Rồi today you earn á, là bữa nay em làm được 95. Cái này làm á, không phải ai cũng giống như ai, có người nhiều có người ít nha. Ví dụ như người 95, người 100, người 200, người 780, người 270 cũng có nữa. Rồi dưới đây là mission in brand, ở đây là số lượng người mà em giới thiệu được. Thì khi cô chú anh chị mà giới thiệu được bao nhiêu người, họ sẽ hiển thị ở đây hết. Ở đây có cái mục là Plum Your Reward, chúng ta nhấp vào đây. Ở đây có một số anh chị hỏi em là tại sao mình giới thiệu mình không được tăng cái điểm lên. Thì theo em tìm hiểu được thì hiện tại cái điểm đó chúng ta làm ai cũng như ai thôi. Nhưng mà cái người giới thiệu được á, người khác á, giới thiệu được bạn bè người thân á, người thì người ta sẽ nhận được. Ví dụ như em nè, em giới thiệu được cô bác anh chị mình á, thì em sẽ nhận được cái này. Cái này á, là em làm em nhận được cái cạc. Thì cái cạc này á, theo em cũng tìm hiểu được sau này sẽ có nhiều công dụng, chẳng hạn như là chúng ta cũng có thể là đổi ra được điểm hoặc là chúng ta sử dụng thêm những cái tính năng. Nói chung là em sẽ cập nhật tiếp cho cô bác anh chị mình khi mà nó nói về cái cạc này là cái gì ha. Ở đây là chúng ta nhấp vào cái mục collect nè. Đó. Chúng ta cứ nhận đến khi nào hết thì thôi nha anh chị. Nói chung là có lợi cho mình đó, nhưng mà có lợi như thế nào thì thật sự em cũng chưa có nắm, tại vì nó còn quá mới đi ha. Bây giờ em sẽ làm một số cái đi, anh chị thông cảm cho em cái. Mình làm cho hết luôn nha. Mình làm bao nhiêu thì hơi. Ở dưới hiển thị là dù khó lại á, là nó hiển thị cái số lượng chúng ta làm được. Mỗi người chúng ta giới thiệu chúng ta sẽ nhận được một cái cạc, là một cái thẻ đó. Rồi em làm cơ bản vậy thôi, nó lâu lắm. Anh chị nhấp một cái dấu ít phía trên bên phải nha. Rồi ở đây em còn 15 người, em chưa nhận nè. Rồi ở đây anh chị thấy nè, cái thời gian của em á, ngày mai là em sẽ bắt đầu em vào em làm, và cụ thể là em còn 14 giờ 50 phút nữa. Hai ngày hôm qua em làm được 84 thôi. Hôm nay là em làm được là 95 phê đó, là điểm đó. Rồi cơ bản là như vậy. Bây giờ anh chị chúng ta vào cái mục kim cương màu tím phía trên bên trái nè. Ở đây chúng ta có thể thay đổi ảnh đại diện, mà ảnh đại diện này chúng ta chỉ được thay đổi một số cái biểu tượng trên đây thôi, chúng ta không thể thêm được hình cá nhân của mình nha anh chị. Ở đây là cái nickname của em là Hùng 93, anh chị có thể nhấp vào đó chúng ta thay đổi ha.
nhưng mà chúng ta đặt sau thì để vậy đi. Tiếp theo cái Gmail và cái Twitter này em đã liên kết được. Ở đây em nói thêm có một số điện thoại là anh chị liên kết cái Twitter nó không cho. Còn của em là liên kết là nó tự động nó cho luôn. Thì cái này anh chị, nếu mà chúng ta liên kết cái Twitter vào á, thì chúng ta sẽ nhận được là 500 point, tức là 500 điểm. Còn nếu anh chị không liên kết thì thôi không sao cả. Còn số điện thoại nó không cho là anh chị có thể khi mà chúng ta nhấp vào liên kết á, thì chúng ta cần phải nhập cái mật khẩu và cái Gmail chúng ta đăng ký Twitter vào ha. Tại vì khi chúng ta nhấp vào liên kết đó là nó chuyển sang Google Chrome, nó không có đưa vô trình duyệt của thằng Twitter, nên là chúng ta bắt buộc phải đăng nhập từ trên Google Chrome, là chúng ta đăng nhập bằng cái Gmail và cái mật khẩu mà chúng ta đã đăng ký cái Twitter ha. Ở đây invitation là anh chị giới thiệu được bao nhiêu thì sẽ hiển thị, ví dụ như em giới thiệu được 526 cô bác anh chị mình cùng với tham gia với em. Ở dưới đây nè, ở đây nè, những đây là những anh cô bác anh chị mà em đã làm, em nhận cái thẻ rồi nè cô bác anh chị. Thì cô bác anh chị mình để ý coi thử là tự nhiên có được nhận thưởng lên, có được nhận cái điểm cao hơn hay không ha. Tại vì em tìm hiểu được là em nhận được cái cạc, nhưng mà cô chú anh chị mình sẽ được nhận điểm ha. Ở đây chúng ta sẽ có cái code mời và cái link mời. Cái code mời là chúng ta sao chép nè, nhấp vào cái biểu tượng sao chép ở đây đó anh chị ha. Ở đây là cái code mời, mỗi người sẽ có một cái code và một cái link mời khác nhau. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái bước thứ hai là cái phía bên phải của một home nè, biểu tượng ngôi sao nè. Ở đây á là kiểu như là họ nói là có cái nhiệm vụ là chúng ta giới thiệu bạn bè, chúng ta nhận cái cạc á, thì chúng ta nhấp vào đây. Thì ở đây anh chị thấy nè, ở đây họ kêu chúng ta làm cái phần thưởng của chúng ta đi, thì ở đây chúng ta làm tiếp nè, nó dạng như vậy đó anh chị. Nhưng mà đôi lúc nó bị lỗi nha, nó còn lắc lắm. Rồi anh chị kéo lên ở đây á, thì danh sách những người hàng đầu, ví dụ như cái người đầu tiên này thì em hiểu là họ được 2985, thì cái này em nghĩ là họ được 2985 cái cạc đó, chứ không phải là cái điểm đâu nha. Đó, thì danh sách từ 1 tới 10 nè, top 1 là 2985 cạc ha. Ở đây chúng ta nhấp vào có một là xe do link, thì cái link này cũng là cái link mà chúng ta chia sẻ như hồi nãy thôi, để giới thiệu bạn bè người thân đó, hoặc là trên các cộng đồng lớn. Rồi ở đây chúng ta vào cái mục quý nè. Ở đây thì họ cập nhật cho chúng ta là chúng ta có tổng cộng bao nhiêu phone, là em có 2679. Ngày hôm nay là em làm được 95 phone. Em liên kết Twitter là em được 500 điểm nè. Em nhận bonus đó. Là bonus này theo em hiểu là cái này là cái phần mà chúng ta đăng ký trong danh sách chờ, chúng ta nhận được 1000 đó. Theo em hiểu như vậy. Hoặc là cũng có thể là chúng ta cứ đăng ký mới là chúng ta đều nhận được 1000 phone này hết anh chị ha. Còn làm mỗi ngày thì ai làm thì được nhận, còn không làm thì sẽ không có được nhận đâu. Ở đây thì số lượng chúng ta giới thiệu là em được 526 nè, brand card nè được là 526 có thẻ kiểu như vậy. Ở đây thì họ để là do in the top là 1%, thì chúng ta nhấp vào anh chị thấy nè, ở đây là top 1 là 2969 phone. À, thì như vậy cái này cũng có thể là cái điểm luôn đó nha anh chị ha. Họ để như thế này là point điểm nè, anh chị thấy nè, đó đó đây nè, đó 2969 anh chị chạy một chút. Hai cái này nó khác nhau anh chị, kia là 2969, còn này là 2985, tức là hai cái là một cái bên điểm và một cái là bên cạc nha. Đó em muốn chia sẻ như vậy. Rồi anh chị vào cái hình người phía dưới bên phải nè, cái cài đặt nè. Thì ở đây nó cũng có cái mục là edit, thì chúng ta cũng vào để chúng ta quay lại cái bước hồi nãy em chia sẻ lúc đầu đó. Ở đây là cái biểu tượng là có thông báo, thì anh chị có cho thông báo hay không, cho thì nhấp cho, không thì nhấp không ha. Language hiện tại là chỉ có là tiếng Anh và tiếng Hàn thôi. Dự án này đến từ Hàn Quốc nha anh chị. Đây, đây kiểu như là cập nhật thông báo của dự án họ như vậy. Tem ở đây chúng ta có thể nhấp vào ha. Rồi app nè, ở đây là cái phiên bản app. Ở đây có một là delete account, chị không nên nhấp vào gian delete account, là chúng ta xóa cái tài khoản là vĩnh viễn đó, đừng có bao giờ đụng vào nó nha anh chị. Ở đây có cái website, có Twitter, có Instagram, có Discord, có Medium luôn. Anh chị có thể join vào đây để chúng ta nắm cái cho đúng cái dự án này. Chúng ta nhấp vào website nè, chạy một nút trở thành trình xác thực, chạy một nút ở nhà tham gia đặt cược tại nhà tận hưởng một phong cách sống mới.
Hiện tại là số lượng đã tham gia là lên đến 686.670 anh chị nha. Ở đây là chúng ta kiếm phần thưởng mỗi ngày qua cái việc chúng ta làm nè, rồi hoàn thành nhiệm vụ để chúng ta nhận được thêm cái điểm ha. Rồi cái dự nền tảng này á, nó thuộc về Player 1, sau này nó sẽ là một cái đồng coin của hệ sinh thái riêng, blockchain riêng. Nó cũng là thuộc về cái ví luôn, và nó cũng là một cái lĩnh vực thuộc về node, node siêu nhẹ, chúng ta có thể chạy trên tất cả các thiết bị rất là đơn giản. Thì theo dự án họ nói như vậy, em sẽ cập nhật tiếp trong thời gian tới nha. Anh chị nào á mà chúng ta sử dụng iOS á, thì vẫn có luôn nha, có trên hai hệ điều hành luôn, Android và iOS. Anh chị có thể là xem tham khảo cái video hướng dẫn để dưới phần mô tả nha. Rồi, em xin phép dừng video nha anh chị. Kèo này rất là tiềm năng nha. Nên là chúng ta chiến ngay mọi người.